Kính chào quý vị và các bạn, sau 3 thất bại liên tiếp tại giải Ngoại Anh lần lượt trước Brighton, Manchester City và Leicester City thì Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và khó khăn lại đang chờ đón thầy trò huấn viên Jurgen Klopp khi cuối tuần này họ sẽ tiếp đón Everton trong trận derby Merseyside. Cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ sẽ diễn ra theo kịch bản cởi mở hay trả chẽ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với chương trình trận cầu đinh và đồng hành với chuyên gia Huy Hiếu. Anh Huy Hiếu, Liverpool đang gây thất vọng với người hâm mộ khi liên tiếp Thua trong những trận gần đây và dường như có vẻ như hàng công của họ cũng chơi không mấy hiệu quả phải không ạ? Vâng, có thể nói là sự sa sút hàng công của Liverpool đã diễn ra trong một giai đoạn tương đối dài mà huấn luyện viên Jurgen Klopp thì vẫn chưa tìm ra được cái giải pháp để có thể chấm dứt được hiện tượng này. Ngay cả cái trận thắng Leipzig 2-0 ở Champions League hồi giữa tuần thì nếu mà nói thực sự là một trận đấu xuất sắc về mặt chuyên môn của Liverpool thì không phải và Liverpool cái trận đấu đó họ đã thắng Leipzig nhờ những cái tình huống mà nó cho thấy cái sự kinh nghiệm của Liverpool ở các cái giải đấu cúp những cái tình huống có thể là không không phải là uh, quá nguy hiểm nhưng mà Liverpool thì luôn luôn biết cách tận dụng còn Leipzig thì không và cái điều này thì nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái số bàn thắng trong các cái trận đấu có mặt của Liverpool trong những cái trận đấu gần đây của The Jurcops thì chúng ta thấy có hai trận đấu đã nổ tài và đó là cái trận mà họ đã thua Man City với tỷ số 1-4 và thua Leicester City với tỷ số 1-3. Thì có thể nói cả hai trận đấu kể trên nổ tài đều là do đối thủ của Liverpool đã ghi bàn giúp cho đội quân của Jurgen Jurgen Klopp. Và một cái điều tương tự như thế thì nó cũng có thể là nó sẽ xảy ra. Nhưng mà thường những cái trận đấu mà có khả năng nổ tài thì đội cửa trên họ phải có phong độ cao đặc biệt là ở cái khả năng tấn công. Còn ở cái trường hợp này thì khi mà đội cửa trên đang có hàng công thi đấu rất là kém hiệu quả đặc biệt là ở giải Ngoại hạng Anh thì khả năng nổ tài nó sẽ thấp hơn và chúng ta cũng phải lưu ý một chuyện là trận này thì Liverpool chấp Everton một trái bóng và thống kê cho thấy là trong 12 trận chính thức gần đây mà Liverpool chấp đối phương sâu tức là chấp từ một trái trở lên thì đã có đến 11 trận là về xỉu bàn thắng và chỉ có duy nhất uh, cái trận mà họ đã thắng Wolverhampton với số 4-0 thì đã nổ tài. Tất cả các trận còn lại đều xỉu và những cái trận đấu gần đây thì uh, có thể nói là một sự ám ảnh dành cho các cổ động viên Liverpool khi mà họ đã thua Brighton với tỷ số 0-1 và thua Burnley 0-1, thua Southampton với tỷ số 0-1, tức là những trận đấu mà Liverpool thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào và trước một cái đối thủ mạnh và đầy toan tính như là Everton thì khả năng mà trận đấu có ít bàn thắng nó sẽ nhiều hơn. Khi mà Everton bị đánh giá là đội cửa dưới thì họ thường thi đấu như thế nào? Ừ, cái này phải nói rõ một chút là khi Everton là đội cửa dưới và họ lại được chấp tương đối sâu. Còn nếu mà ví dụ như là Everton mà được chấp 1 phần tư trái chẳng hạn thì ở giải hạng Anh Everton có rất nhiều trận họ được chấp 1 phần tư trái. Ngay cả trước những cái đối thủ mà thực lực thì yếu hơn Everton nhưng lại được đá sân nhà thì cái độ yếu hơn thì họ vẫn vẫn chấp bóng và thường dưới thời của huấn luyện viên ancelotti thì đây là một huấn luyện viên người ý và mặc dù không phải là một huấn luyện viên người ý điển hình nhưng mà thường các vị huấn luyện viên người ý thì họ có cái tư tưởng là đá rất là chắc chắn đặc biệt là khi họ là cái đội yếu hơn và thực ra hầu hết các huấn luyện viên người ý đều rất thích khi đá cửa dưới và những cái trận đấu như vậy khi mà một đội bóng như everton được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người ý mà gặp một đối thủ mạnh hơn thì thường là họ sẽ chơi rất là chắc chắn và điều đó nó thể hiện là trong 7 trận gần đây mà Everton được chấp từ nửa trái trở lên thì đã có đến 5 trận là về xỉu bàn thắng. Derby thì luôn có những cái tính hấp dẫn riêng của nó, sự kịch tính và đôi khi một trận đấu không chỉ vì 3 điểm mà còn là vì danh dự nữa. Vậy thì anh Huy Hiếu có thể cho những nhà đầu tư của chúng ta biết rằng là trong cái thành tích đối đầu giữa hai đội gần đây thì thường diễn ra với lại thế trận là nhiều bàn thắng hay ít bàn thắng được không? Trong cái trận derby Merseyside gần nhất thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2 đều và hai đều là chắc chắn là nổ tài rồi. À, nhưng mà cái trận đấu đó thì cũng là nhờ Everton đã gỡ gỡ hòa ở những cái phút cuối cho nên là mới nổ tài. Cái điều này thì tất cả người hâm mộ đều có thể dễ dàng tìm thấy bằng một vài một vài cái động tác tìm kiếm đơn giản. Đó là trong 7 trận derby Merseyside gần nhất giữa Liverpool và Everton thì đã có đến 5 trận là về xỉu bàn thắng. Nhưng còn một cái chi tiết quan trọng hơn và khó khó để nhận biết hơn đó là cái thành tích đối đầu của Liverpool trước huấn luyện viên Carlo Ancelotti thì trong 13 lần gần nhất mà Liverpool gặp các đội bóng do huấn luyện viên Ancelotti dẫn dắt thì cũng chỉ duy nhất có cái trận hòa hai đều gần đây nhất giữa hai đội. Đó là trận đấu duy nhất đã nổ tải và trong 12 trận còn lại thì đều về xỉu và đặc biệt trong số này thì có một trận đấu duy nhất trong 12 trận này là được đạt được đến cái mốc 3 bàn thắng đó là khi mà Real Madrid thắng Liverpool 3-0 ở Champions League mùa 2014-15 nhưng mà cái trận đấu đó vẫn là xỉu bởi vì là tỷ lệ tổng bàn thắng nó là 3 1/4. Còn tất cả 11 trận đấu còn lại thì đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Và đối với những người hâm mộ của Champions League thì có thể nhớ là trong 2 năm vừa rồi thì Ancelotti và Liverpool đã đối đầu với nhau 4 lần khi mà Ancelotti dẫn Napoli ở Champions League và cả 4 trận đấu đó thì đều có những tỷ số như là 1-0, 1 đều hoặc là 2-0, không có một trận nào nổ tài cả. Vâng, à, vậy thì còn ở trận derby lần này thì theo anh thì anh nghĩ sẽ diễn ra như thế nào và có thể đưa ra tỷ số trận đấu được không? Tôi nghĩ trận đấu này sẽ chấm dứt với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Liverpool. Như vậy là anh Huy Hiếu dự đoán Liverpool sẽ giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trên sân nhà Anfield và như vậy thì trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng. Quý vị và các bạn thì dự đoán như thế nào? Câu trả lời sẽ có vào lúc 0 giờ 30 dạng sáng chủ nhật ngày 22 tháng 2. Hy vọng rằng những nhà đầu tư của chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn những tư vấn của anh Huy Hiếu trong chương trình Thận cầu đỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.